Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị cung cấp các sản phẩm về đầu cáp, hộp đôi cáp ngầm trung thế và hạ thế của các hãng 3M, Rexel và một số các hãng khác theo yêu cầu của khách hàng. Hôm nay chúng tôi sẽ review với quý vị các bạn một sản phẩm hộp lối cáp ngầm trung thế của 3M, loại co nguội vỏ đồ keo hay gọi là đồ nhựa resin. Đây là hộp lối co nguội vỏ nhựa resin 24 kV QS2000E này. Đây là cái vật tư bên trong của một thùng, đây là thùng gói. Thì trong một thùng như thế thì nó sẽ có một số cái vật tư chi tiết như này. Thì đi theo cái thùng hộp lối nó sẽ có một cái packing list, là cái list vật tư đóng gói bên trong này, và kèm theo là cái hướng dẫn lắp đặt thi công. Đấy, vật tư chính là nó đây, cái ống co nguội. Tại sao gọi là hộp lối co nguội vỏ đổ nhựa? Nhất là bên trong của nó dùng sau khi ép ống nối đấy, thì nó sẽ dùng ba cái ống nối co nguội này. Đấy, để nó tạo cái lớp cách điện rồi sau đó nó mới đổ cái keo resin này lên, nó phủ ở ngoài làm cái lớp vỏ bọc, tạo cái lớp vỏ bọc bảo vệ ở ngoài cho cái phần vị trí mối nối. Thì một số các vật tư phụ đi theo như là cái băng lưới độn này, băng trụ lực hay băng trong trụ lực, dây tiếp địa, băng 13, băng 24, băng lưới đồng 24. Đặc biệt là cái hộp lối này là hộp lối dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 70mm2. Cái loại cái size này là size nhỏ nên nó sẽ phải đi theo ba cái ống, nó gọi là ống adapter, sáu ống adapter này. Vì nó nhỏ thì bình thường nếu mình để mà riêng cái ống lối này thì cái ống co nguội này to này thì nó sẽ không co được về cái tiết diện cáp nhỏ, thì từ 16 đến đến 70. Cho nên mình sẽ phải thêm một cái lớp này nữa, lớp co nguội này nữa. Nó gọi là cái ống adapter này, 6 ống này. Đó thì một cái bộ hộp lối hoàn chỉnh nó sẽ bao gồm một vật tư như vậy. Còn tùy vào việc là mình dùng cái ống nối dùng nối cáp bao nhiêu thì mình sẽ cấp cái ống nối đi theo cho phù hợp, ví dụ như 16mm2 hay 25mm2 hay 35mm2, 50mm2 hay là 70mm2. Thì mình sẽ cấp ống nối đồng hoặc là nhôm như nào cho phù hợp. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy bằng nhấn like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.